mỗi ngày. Chân giò om sấu, nấu là ngon, ăn là mê. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chân giò heo này sau khi mua về rửa sạch thì chúng ta sẽ thui qua cái phần da. Dạ. Rồi sau đó mình rửa lại và chặt miếng vừa ăn như thế này. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ thui cái chân giò heo để cho cái phần da sau khi mà chúng ta ôm nó sẽ được giòn hơn ha. Bây giờ là mình sẽ ướp gia vị ra. Gồm có 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh hành tím băm, 2 muỗng canh nước cốt nghệ, băm nhỏ nó ra. Sau đó thì mình cho thêm xíu nước nóng nóng, sau đó mình vắt ha, lấy nước. Cho vào đây 2 muỗng canh giấm bỏng, 1 muỗng canh đường. Dạ. Cùng với 3 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Rồi, trộn đều lên. Trong lúc á, mà mình để chờ cho chân giò thấm gia vị á, thì đầu tiên là xả đó, thì em sẽ đập dập và cắt khúc khoảng chừng 5 phân. Dạ rồi. Còn hành lá thì em sẽ cắt khúc khoảng chừng 2 phân. Còn ớt sừng á, thì em cắt lát. Sáu, em sẽ khứa xung quanh á, thành hình chữ thập luôn á. Nhưng mà để dính cái hạt lại. Khi mình khứa như vậy á, thì mình nấu nó sẽ mau chua hơn. Và nó ra hết cái vị chua của cái quả sấu thì mình sẽ dễ dàng canh cái vị của nó. Bây giờ em sẽ đặt lên cho cô một cái nồi lên đây. Cô sẽ cho nước dùng vô mình nấu cùng với sấu. Cô sẽ cho vào đây 1.5 lít nước dùng. Kim Thảo sẽ cho hết cái phần sấu vô giúp cô. Rồi, còn bên này thì cô sẽ đặt chảo lên để mình xào cái phần chân giò. Bây giờ mình sẽ cho xả vào xào trước nè. Bây giờ xả thơm rồi đó, mình cho một ít hành tím và tỏi băm vào xào cho thơm nữa. Em thích nhất là công đoạn này á cô à. Hả? Sẽ cho nguyên cái phần chân giò đã ướp vào. Wow. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ chọn chân giò trước, có nhiều thịt thì món ăn sẽ ngon hơn nhé. Khi mà cô cho cái phần chân giò vào trong cái chảo á, thì cô sẽ đảo liền để mà một chút nữa đó cái phần da bên ngoài nó không có tuột khỏi cái phần xương á, thì cái chiếc khoanh giò mình nó sẽ đẹp hơn ha. Dạ, rất là thơm luôn á cô Hà. Rồi bây giờ á, cái phần thịt này đã săn rồi nè. Nước sôi rồi cô Hà ơi. Ừ, thì bây giờ mình chỉ cần cho cái phần chân giò heo qua đây thôi. Mình sẽ cho hết phần xả và gia vị này vô nha. Các bạn lưu ý là chúng ta đậy dung để ôm cho thịt chín mềm và giữ được hương vị đặc trưng của món ăn. Xung quanh cái nắp nồi á, có hơi khói bốc lên thì tức là nước ở trong đó đã sôi rồi. Bây giờ mình nhỏ lửa nhớt khoảng 25 phút á, thì thịt nó sẽ chín và rất là mềm. Dạ. Thời gian đủ rồi đó, bây giờ em thử dỡ nắp dung ra thôi. Dạ. Thơm quá cô Hà. Mình sẽ bỏ trước cái phần đầu hành này vô. Ngày hôm nay thì Kim Thảo có để ý là cô Hà đã sử dụng sấu và cả giấm bỏng nữa. Nó sẽ tạo nên một cái vị chua thanh. Đúng rồi, một ít hành lá ha. Dạ. Rồi và vài lát ớt. Món này đó Kim Thảo, mình có thể ăn với lại cơm hoặc bún đều ngon. Và để có một bữa ăn hoàn chỉnh á, thì mình có thể kết hợp thêm với món gỏi nấm rau mầm. Chân giò chín mềm, có màu vàng nhẹ hấp dẫn. Da thì săn giòn, thấm vị chua nhẹ từ sấu, nước om hơi sánh, quyện vào vị béo ngọt của chân giò, khiến ai ăn cũng không thể cưỡng nổi.